Quân đội Ukraine ngày 15 tháng 5 đã gọi những bước tiến gần đây quanh Bakhmut là cuộc phản công thành công đầu tiên trong giao tranh với Nga nhằm giành quyền kiểm soát thành phố ở phía đông này. Tuy nhiên, Kiev cũng nhận định tình hình ở Bakhmut rất khó khăn. Nước này thận trọng đánh giá Moscow sẽ không thay đổi mục tiêu giành quyền kiểm soát thành phố và đang điều thêm lực lượng tấn công tới ngoại ô Bakhmut. Quân đội Ukraine cho biết, vào tuần trước, nước này đã bắt đầu đẩy lùi các lực lượng của Nga ở trong và quanh Bakhmut sau nhiều tháng giao tranh dữ dội. Moscow cũng thừa nhận các lực lượng của nước này đã lui khỏi phía bắc thành phố. Cuộc tiến công của quân đội chúng tôi theo hướng Bakhmut là thành công đầu tiên trong nỗ lực tấn công để bảo vệ Bakhmut. Thượng tướng Oleksandr Sersky, chỉ huy bộ binh Ukraine cho hay trên Telegram, những ngày qua cho thấy chúng tôi có thể tiến công và phá hủy đối phương, thậm chí cả trong những điều kiện cực kỳ khó khăn. Chúng tôi đang chiến đấu với nguồn lực ít hơn đối phương, nhưng cùng lúc đó chúng tôi cũng có khả năng để phá hủy các kế hoạch của họ. Kiev dự kiến sẽ sớm tiến hành một cuộc phản công lớn để giành lại các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát. Nhưng các quan chức Ukraine chỉ rõ rằng, những thành quả đạt được quanh Bakhmut không phải là dấu hiệu cho thấy cuộc phản công lớn hơn đã bắt đầu. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn trong và quanh Bakhmut, đồng thời nhận định mọi thứ ở đây đều rất khó khăn. Nga chưa thay đổi các mục tiêu của mình. Họ đang cử các lực lượng tấn công tới ngoại ô Bakhmut, bà Hanna nói. Moscow coi Bakhmut là bước đệm để tấn công vào các thành phố khác của Ukraine. Trước đó thì Kiev cho biết, việc tiếp tục phòng thủ ở Bakhmut sẽ cho phép quân đội nước này chuẩn bị cho chiến dịch phản công được dự đoán từ lâu.